Hôm nay là 15 dương hậu Valentine. Chưa hết tháng riêng, chưa hết ăn chơi. Đấy. Đây là hậu Valentine. Xóm tôi lại tổ chức ăn nhậu tiếp. Ăn nhậu mãi chưa hết tháng riêng. Chưa hết tháng riêng, chưa hết tháng ăn chơi mà. Đấy, đây là Oanh người đẹp, với Trang người đẹp vừa đang chuẩn bị xong. Độ 100 đang ngất ngây con gà Tây, bị đội nhà gái nó gì mà để em. Anh Hiếu thì để em. Ai gì mà anh để em? Anh gì? Xong rồi nhá. Đấy. Đây là hậu Valentine nhà anh Độ 100. À, Huyền người đẹp uống đi em ơi. Uống tẹt em. Dốc cả chén đi. Cho mượn cốc nước mới. Đấy. Ôi, kiểu gì vậy? Cuối năm nay em mới trồng được là nhờ anh Độ. Cái tính là điều đó là không quá anh. Ta em sẽ lên trồng. Ok. Bắn không lên thì đèn đạn có gì đâu phải xoắn. Đấy cho em. Lấy chồng lấy anh Độ luôn thì à, quên lấy anh Độ à? Có gì đâu mà. Không lấy được anh. Không lấy được anh. Anh cứ tự rồi. Anh là sư tử. Em ơi từ từ, em ơi từ từ. Bình tĩnh, bình tĩnh. Đến lớp anh không phải giả vờ. Đấy là anh sao đang bảo là uống thì không phải giả vờ này đúng không? Ê. Chả đấy sao? Nếu tao trợ giúp chỉ được lấy 50% đổ về. Không rồi. Hai lần uống được nên giả vờ đấy. Đấy. Không phải giả vờ. Anh sao đang nói là giả vờ mà lo gì? Lên đi cho nó ra. Anh ơi tập trung chuyên môn bên này đi. Xong đi. Kinh. Độ 100 kinh. Uống đi em ơi. Bố xem bảo cái đồ. Không phải uống coi uống chanh em. Ai đâu làm gì đấy nhá. Lên 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 lên. Cạn mang cái chén ở đây. Chén đấy mà chén. Hôm nay là corona nó chưa đến Hà Nội. Nhậu này corona phải chết. Kéo vào cái cây đây một túi rượu nó chết đấy, đừng một túi rượu là cây. Hình như đang pha nước sao anh không được. Nếu bây giờ đây Độ 100 đang bị họ nhà gái vật lại. Phán đòn, phán đòn. Thôi không trợ giúp người thân cho em gái đeo kính. Đến lượt chưa đến lượt. Nhanh lên đi em bé đúng rồi. Nhanh như cao thủ còn xuất chiêu à. Em đi vào đây. Nói chung là nó phải trách nhiệm của mình là nhà gái đúng không? Họ nhà gái là phải uống. Anh lại nhường Silatop cho voi uống rồi. Cô này em của anh rồi. Cô này em của anh rồi. Cô này biết rồi. Đến cô Huyền. Đến cô Huyền đúng không? Anh Độ ơi, anh Độ yếu thì nhờ sự trợ giúp người thân nhá, người thân đang đứng đằng trước nhá. Không phải lo. Hàng xóm kiểu gì tắt lửa tối đèn có nhau mà. Đó, chuẩn ngay. Em phải chuẩn một phát luôn. Chuẩn luôn. Thoải mái đi em ơi. Ối này, đẻ đi. Nhưng mà vội vàng quá không được. Rồi chúc anh ạ, phải vài bữa như này. Không được chúc. Có gì chúc. Nào muối. Anh ngủ. Anh ngủ. Rồi. Đấy. Nói chung là va lung tung không bằng là sau va lung tung 15 nó mới kinh. Anh ơi. Kìa cái hạnh này bắt Huyền đổ vào đây kìa. Bắt nhau đổ vào đây. Ê hội nhà gái sao đổ rượu Coca pha uống vậy là không được rồi. Đây là chén của anh đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà pha đấy nó loãng nó rồi. Đây là chén của anh đi. Là anh không cần uống nữa, anh để đây. Đấy đấy đấy, chú này là đấy, chú bộ đấy rồi. Đây em đố cái con lửa. Này em mặc cái này, anh mặc luôn anh ạ. Không. Chưa nhờ trai không được. Một lần nữa là em mặc cái này thôi. Con người quá đáng đấy. Bố hồi cho người tham khổ thì ta. Đó là anh. Đây là anh em. Bố hồi cái này nhá. Đây nhá, chén này là mời tất cả anh em. Đưa bên nhà họ nhà gái nhá. Mời chị em họ nhà gái. Thoải mái đi anh. Xóa đi. Đến kinh lắm cho em không muốn luôn. Chị nói sao mà đến không kinh nữa. Thôi cảm ơn họ nhà gái nhá. Họ nhà gái bắt tay kìa. Bắt tay nắm chân sờ ti vào con sờ chim đi. Ở đây ngồi chẳng gái bắt tay á. Em không gió mà em không gió đâu. Anh ấy như là không có hồi. Đấy à. Hoài phết đấy. Gió ăn lắm rồi. Em không gió mà ăn ở dưa mà dưa vậy luôn á. Nó sống như thế đấy kìa. Nó hỏi thôi. Anh Đỗ ơi, em xin phép mời họ nhà gái hai cô này vài ly được không? Ôi anh ơi, em say rồi. Chú thích cô nào, chú mời. Từ từ anh mới đi theo thứ tự 1, 2, 3, 4, 5. Đây đây, uống rượu giỏi nhất. Nhất trong đây. Anh rượu anh uống đâu giờ? Rượu anh uống thay nước mà. Bây giờ nhá, anh xin phép anh mời từ cô áo đen đến cô áo ABC mà cởi cô áo trắng được không? Được. Có được thì anh mời. Anh mà mời với cô áo trắng là bọn em uống mấy quen. Thế nói thế thì khác nào đánh đố anh cô không uống thôi. Đâu nha anh ơi, cho 12 ly đây. Em ơi, mời em đi gặp tiên. Chị ơi, chống này hay lấy chồng nhà bánh. Đúng rồi. Cái này nó kia thôi đấy. Từ sáng mình ăn cái này. Cái này thôi. Nghe chưa? Cái này vui hơn như đấy. Này, em không mạnh. Không ra cả rồi đúng không? Mình phải giữ sức. Vì tay phải cầm chai rồi thì bắt tay trái đi. Cô này gặp trang. Đồ che đúng không? Đừng quay mặt. Quay người ra để che mặt trang đi. Anh ơi, thoải mái đi. Anh yên tâm. Đi làm ăn rồi rồi. Đi đâu cho anh thoải mái tí rồi. Thế nên yên tâm. Ôi sống ơi, sống ơi, sống ơi nhỉ. Xin giới thiệu đây là YouTuber Nam Quặm. Nam Bo có nấm bo nấm một kênh và Nam Quặm một kênh, hai kênh. Thôi anh ơi, anh tắt đi. Em cái đấy là nhà vui mà anh chị em cái gì. Không anh cứ nói chuyện đến thôi. Chị của em ở nhà vợ nuôi. Anh nói thẳng nha, anh vợ không nuôi thì ra ngoài người khác nuôi em. Không. Đấy thôi cái gì đâu. Cái chuyện. Đấy, em ơi, nuôi anh chăm sóc. Rồi, thế rồi em. Mời. Nhưng mà các cô không uống. Thôi, ra xa một tí. Không uống mời. Con mời rồi không uống thôi, không uống cùng em. Chị ơi, đừng có khinh. Em vậy thôi. Cái thằng to mồm ấy mà chả nói gì cả. Chị hơi bị nhầm đấy. Thế thì chị nói thế thì em lại phải mời chị cái. Đấy, nó cục rỡ. Đây, của anh ấy chán kia đó. Em quay cho. Thôi đúng rồi, chị quay em cái cho nó. Em ghi lại là quay sang bên này. Thằng đàn ông nghe hay nói nhiều, hay nói lắm. Thằng đàn ông chồng không em chả có đấy. Không nói được rồi, không nói được. Chị ơi, không biết to lắm. Bà sao mà biết cái này thì hiểu rồi. Mồm rộng. Chị ơi, chống là không phải rồi. Còn nhất kiểu thế. Em giá là 2 phát, 1 phát là lên cao thì phải. Nó bảo là em. Đấy, em bảo chống là không phải. Nhưng mà với con em đẻ ra đúng không? Con em, bạn cái, không buồn nữa được rồi. Con em nó đẻ ra. Vì lúc đấy chưa cưới đấy, đâu mà nó gọi là vợ đúng không? Chưa đăng ký cháu gọi được vợ đấy bạn gái và người yêu. Bây giờ nó phải vợ em. Bây giờ thì chưa. Đấy bà em mời chị đi. Bây giờ ơi. Bây giờ sao nước sao nhỉ? Hay là rượu đến nhạt nhỉ? Mời anh đi cả. Anh rượu mà kêu nhạc kìa, cứ sợ sợ. Có thật mà, anh chị em làm cái nữa nhỉ? Được. Mà còn chén nào lấy luôn chén đấy cho đỡ phải đốt. Chị đi này. Cũng không giả đây. Anh chị em mình lượt. Chết chưa? Chết chưa? Kiểu này là Vân lại chết ngay tại ngõ đây. Trên này nó vẫn nhạc thế nào nhỉ? Chị ơi, còn cái nào làm cái nữa này? Có thật thì em, hay là đổi đi. Hay là các chị cũng ca hay sao ấy? Chị là phụ nữ. Nhưng mà em thật không uống nước cả. Em tôn trọng phụ nữ đi. Không, em rất là tôn trọng nhưng mà em không nghĩ là đây là nước. Đây còn đồng nghiệp của chị. Đồng nghiệp của chị ngồi đấy rồi em cũng dám mời. Đồng nghiệp của chị thế mà thôi bây giờ nước không uống nước. Rất là chị. Tới tay chị sẽ mời em à? Tay trái gần gì? Bây giờ em gọi chị để mời em. Đây là chị Hương uống với em này. Chị sẽ mời em à? Rồi, cảm ơn. Nói chung là thích chó không? Đúng rồi, vuốt ve em đi. Con bắt đi, vuốt ve em vàng đi, vuốt ve vàng rồi vàng ơi. Đúng rồi, gọi đi vàng ơi. Thôi, không cần. Rồi, con gọi đi. À đấy, con gọi đi, vàng. Đúng rồi, vàng ơi, chuẩn luôn. Vàng ơi, gọi đi. Vàng ra đây. Ê, hôm nay em nói thật nhá, là qua va lung tung, hôm nay qua va phăng phăng thôi. Đấy, đây chị Hương này, chị này, à, ông nhâm chó à? Nhâm cẩu. Cái chị Hoàng Tươi đúng không? Đấy, còn đây Hoàng Xóm này, Đại Sơn này, mới chặn một đô Độ 100 này, này thượt lắm. Anh này, đấy anh Ba Cả này. Đấy, có phải đơn giản không? Còn đây là em gái, xinh gái là Huyền cô nương. Ngày xưa gọi là Huyền ấy, xinh gái lắm mà bây giờ chưa thằng nào nó hốt. Mà nó không thằng hốt để anh. Đấy, nó thế, nhưng mà tóm lại là nhưng mà như thế là hơi buồn. Nhá. Vấn đề gì? Sao mà buồn? Không, hơi về lý do tại sao buồn? Hơi buồn, nó buồn cho em nó. Vì nếu mà đuôi quẻ mà sứt mình không nói, nhưng hôm nay em nó xinh như thế này. Nếu mà ngày xưa gặp em là hôn mấy lượt rồi. Ê, em này, đúng không? Không, Trang là việc của Trang, nhưng gặp anh ấy, ngày xưa gặp Huyền như này anh hốt mấy lượt rồi. Anh là hốt để em hốt. À chú hốt này, nhận không? Em hốt. Chú để cơm nhưng chú ra chú rửa bát luôn rồi anh cả. Nhưng mà cứ làm như là ấy mà hốt. Mẹ ơi em ơi, thôi em bảo đi, em bảo. Đấy, chưa gì mái kia nói. Anh này không, anh nói thế nhưng mà em không thể quay lại đằng sau. Nhưng mà cô có nhà, méo đâu. Có nhà, không có nhà đi đâu. Nhưng mà cửa kính kín lắm, gọi là ôi anh chặn một đô này, hỏng này. Chặn một đô, Độ 100 này hỏng rồi. Hôm nay hỏng rồi. Hôm nay hỏng. Nhưng mà hôm nay là cái nhất là cô Huyền nhá. Cái nhất, hôm nay là cô là đảm đang ấy. Anh chấm cho thằng bạn anh nhá. Được. Hôm nào cho cô anh giao ly trước với thằng bạn anh trước đã. Bạn anh nó ngoan nhất quả đất luôn. Nhà bây giờ là 3-4 cái chung cư ở Thanh Xuân rồi. Đấy mình nhìn cô này, cô ngoan hiền này, mình còn yêu nó gì bạn mình. Về đấy, về đấy, về đấy. Anh đâu ơi? Bắt tay là về đấy. Ok. Anh em mình còn rất nhiều gặp tìm con nhá. Ok anh nhá. À. Bắt là về đấy. Bắt là cua. Cảm ơn nhá. Ok bạn. Ôi từ từ thôi, nhẹ nhàng nhá. Tới người đẹp ơi, có sờ cho tay nhau cái không? Từ từ sờ tay nhau cái, đấy cho tay nhau cái. Đấy. Chị Tươi sinh năm 8 mấy nhỉ? 78 hay 87? 87 đi để cho hơn chị Tươi cái. Không nhưng hôm nay em rất là buồn, chị ấy uống rượu với em hơi buồn. Chị ơi đang số phận này. Ai mà đi kia. Nè, em ơi. Dạ, em đây. Anh ơi, chân tình thôi em bỏ.